khi nhà bạn lắp đặt lô cửa cuốn ở bên ngoài thì sẽ không thể tránh khỏi việc mưa gió, nắng, nhiệt độ cao và bụi bẩn xung quanh tác động. Để bảo vệ cho nan cửa luôn được như mới và nâng cao tuổi thọ cho cửa, thì việc thi công hộp kỹ thuật cửa cuốn là điều hết sức cần thiết, vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian của ngôi nhà, nhưng vẫn đảm bảo khi cửa được mở các phụ kiện đều nằm gọn trong hộp. Mời bạn tham khảo qua quá trình thi công hộp che cửa cuốn của đội thợ Quang Đo Việt Nam đang thực hiện cho khách hàng tại ngã tư Đông Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định. Thi công hộp kỹ thuật không phải là một việc quá phức tạp, tuy vậy nó lại đòi hỏi khá nhiều sự tỉ mỉ và kỹ càng. Bởi ngoài vai trò là tấm chắn bảo vệ, nó còn góp phần trang trí, làm đẹp cho không gian của gia chủ. Đó chính là tính thẩm mỹ. Và việc thiết kế ra sao lúc này đóng vai trò khá quan trọng, đòi hỏi phải thiết kế và tính toán một cách chính xác các kích thước, tính toán chiều cao và chiều rộng sao cho ôm gọn toàn bộ trục cửa cuốn, cắt khung sắt theo đúng số liệu với tính toán đo đạc ban đầu. Tại cửa cuốn Quang Đo Việt Nam với đội ngũ ốc nhôm nhựa alu chuyên nghiệp, thực hiện thi công cửa cuốn với những đường soi alu, cuốn gập đẹp mắt, tấm ốp liền khít nhau, không bị cong vênh. Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt của mỗi công trình mà bạn có thể lựa chọn làm hộp kỹ thuật cửa cuốn 3 mặt hoặc 4 mặt. Để thuận lợi cho việc bảo trì và sửa chữa, nhân viên kỹ thuật tại Quang Đo Việt Nam sẽ có cách lắp đặt hộp che kỹ thuật cửa cuốn đơn giản và dễ dàng tháo lắp nhất, đồng thời vẫn đảm bảo được độ chắc chắn, độ an toàn, có tính thẩm mỹ cao cho mặt tiền của ngôi nhà bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video về hộp kỹ thuật cửa cuốn Quang Đo Việt Nam. Nếu bạn vẫn còn những vấn đề thắc mắc cần được giải đáp thì hãy liên hệ ngay đội ngũ chăm sóc khách hàng theo số hotline 0931 911 368 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng chính xác.